Kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trang Hương trà số tháng 8 này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự đề cập đến những nội dung sau. Ngành giáo dục và đào tạo thị xã Hương trà chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới. Trong tổ chức hội của mình, các cựu chiến binh trên địa bàn thị xã Hương trà cùng nhau đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, năm học mới 2022-2023, cùng với việc kiện toàn đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Hương trà đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, để nhanh tiến độ các công trình sửa chữa, sẵn sàng đón học sinh đến trường với quyết tâm đạt thành tích cao. Ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, các trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà đã bắt tay ngay vào việc chỉnh trang khuôn viên trường học, nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Năm học này, trường tiểu học Hồng Tiến huy động 147 em học sinh, trong đó có đến hơn 2/3 là con em đồng bào dân tộc ít người. Nhiều phần việc đã được cán bộ giáo viên và nhân viên tiến hành thời gian qua như chỉnh trang khuôn viên trường học, trồng cây xanh, kiểm tra, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Về công tác chuyên môn, thì sau khi tập huấn thay sách lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì nhà trường tiến hành tổ chức hội thảo để tiến hành góp ý và đúc rút những kinh nghiệm để cho giáo viên bước vào cái năm học mới có cái công tác giảng dạy tốt. Thứ hai nữa là nhà trường đã tiến hành kiểm tra những cái thiết bị để khởi động các máy móc và tivi, máy tính để có những cái hỏng hóc và kịp thời sửa chữa để đảm bảo cho học sinh tiến hành bước qua năm học mới đạt hiệu quả cao nhất. Chuẩn bị bước vào năm học mới với niềm hân hoan khi vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tập thể giáo viên học sinh trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tử, phường Hương Văn nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm duy trì giữ vững thành tích đạt được. Đối với trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tử thì ngay từ đầu năm học, trường sẽ tổ chức gặp mặt cán bộ giáo viên nhân viên đầu năm và phân công cho tất cả các bộ phận, các tổ khối chuẩn bị tổng vệ sinh phong quang trường lớp, các phòng thực hành, các phòng chức năng để chuẩn bị đón các em học sinh trở lại trường. Đồng thời trường cũng là thực hiện chỉ đạo cấp trên đôn đốc các cái công trình xây dựng cổng trường, tường rào cũng như là các cái khu vực khu hiệu bộ, và để ngày 25 tháng 8 năm 2022 là đón học sinh đầu cấp lớp 6 và ngày 28 tháng 8 năm 2022 là đón các khối 7, 8, 9. Trường đã xây dựng các cái kế hoạch để chuẩn bị cho năm học mới như là sửa chữa và mua bổ sung một số trang thiết bị, trang cấp phòng vi tính cũng như là tất cả các cái cơ sở vật chất để chuẩn bị đón chào năm học mới 2022-2023 được thuận lợi. Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, Phòng Giáo dục thị xã Hương Trà đã chỉ đạo các trường học tiến hành ra soát lại cơ sở vật chất, tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền, đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, đồng thời kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy để có hướng mua sắm sửa chữa kịp thời, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho năm học mới. Theo đó, trong năm 2022, từ nguồn vốn đầu tư công của thị xã và nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, thị xã đã đầu tư kinh phí trên 57 tỷ đồng để xây mới 7 công trình trường học và nâng cấp sửa chữa các hạng mục công trình như tường rào, sửa chữa mái nhà các phòng học, công trình phụ và mua sắm bổ sung các trang thiết bị dạy học. Đến nay, các công trình đã và đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa vào sử dụng hiệu quả trong năm học mới 2022-2023. Và phòng cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ra soát cái biên chế của các cấp học, các trường học để thực hiện cái việc là điều động biệt phái cán bộ giáo viên để đảm bảo cho đủ cái đội ngũ cho năm học 2022-2023. Ngoài ra thì các nhà trường cũng trong cái những cái ngày còn lại của tháng 8 thì thực hiện cái việc là vệ sinh phong quang trường lớp cũng như là xây dựng cái môi trường để đảm bảo là môi trường xanh sạch sáng khi bước vào năm học 2022-2023.
đảm bảo cái an toàn và thích ứng với dịch bệnh COVID-19 trong cái tình hình mới thì ngoài cái việc là phòng phối hợp với trung tâm y tế thực hiện cái tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi đến trường để đảm bảo là các em là đủ các cái liều cơ bản cho cái việc là phòng chống dịch. Ngoài ra thì cũng như những năm học trước thì năm học này trong các cái gói thiết bị mua sắm thì phòng lại tích cực trang bị hệ thống các cái phương tiện hiện đại như là tivi, như là máy tính và nâng cấp các cái đường truyền để đảm bảo là khi dịch bệnh có thể bùng phát trở lại thì cái vấn đề là tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh thì nó đảm bảo đạt chất lượng tốt hơn so với những năm học trước. Có thể nói đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã và đang được các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà gấp rút hoàn thành. Mỗi cán bộ giáo viên và học sinh đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới với khí thế vui tươi và hứa hẹn sẽ đạt thành tích cao, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục Hương Trà phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian trong quân ngũ đã tôi luyện cho các cựu chiến binh tinh thần ý chí vượt khó vươn lên để khi rời quân ngũ, phẩm chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ là tiếp tục được phát huy trong cuộc sống thường nhật. Trong tổ chức hội của mình, các cựu chiến binh trên địa bàn thị xã Hương Trà đã cùng nhau đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong phóng sự sau, mời quý vị và các bạn cùng nhau nhìn lại những kết quả nổi bật của hội cựu chiến binh thị xã Hương Trà trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội cựu chiến binh thị xã Hương Trà có 12 tổ chức hội cơ sở với gần 1.300 hội viên. 5 năm qua, hội cựu chiến binh thị xã luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cuộc vận động của trung ương và địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng hội trong sạch, vững mạnh. Nét nổi bật là hưởng ứng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. 5 năm qua, cả cấp hội cựu chiến binh thị xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã nhận ủy thác với tổng số dư nợ trên 22 tỷ đồng cho trên 447 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho hàng nghìn lượt hội viên cựu chiến binh. Có được nguồn vốn và nắm bắt những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi với những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Ngọc Hạng ở xã Bình Thành. Sau khi rời quân ngũ đã khai hoang đất trống đồi núi trọc để trồng rừng, cao su, tre lấy măng, chăn nuôi gia súc gia cầm và đào ao thả cá. Sau bao năm vất vả, đến nay, gia đình ông Chức và ông Hạng đã sở hữu hàng chục hecta rừng trồng, hàng chục con trâu bò. Mỗi năm trừ cả khoản chi phí mang lại nguồn thu nhập cho gia đình hơn 200 triệu đồng. Kinh nghiệm có được cũng được hai ông chia sẻ cho các hội viên khác trong và ngoài địa phương để cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Quá trình rồi ra quân ngũ nhưng mà nhờ bạc họ đã dạy là tan không phế. Khi về địa phương là mục tiêu để lo cuộc sống cho gia đình, là trồng keo, trồng là nuôi trâu, nuôi bò, gà, heo, là rồi trong là trồng nhập á. Là 500 nhưng mà bê rong lại chi phí tất làm nhà làm cửa là 200 triệu. Như bác Hồ đã nói, thương binh tàn thì không phế, nên là khi mà nghỉ hưu đấy là cũng đang còn một chút là sức khỏe thì gia đình đó là tự nguyện lên cái vùng kinh tế mới này để mà xây dựng vùng kinh tế mới để mà góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình và xã hội. Trồng chủ yếu là về cây cao su, thì cây cao su thì gia đình đó là cũng trồng được 3 hecta, còn tre măng các loại thì gia đình cũng trồng xung quanh bờ khe đó khoảng 1 ha. Bây giờ gia đình đó là lại trồng thêm một hecta bưởi, hơn 1 hecta bưởi da xanh đó. Thì hiện nay đó là cũng là cuộc sống của gia đình đó là cũng là ổn định được. Nhà cửa là cũng làm được, xây dựng được nhà cửa, rồi kinh tế đó là cũng có là dư dật. Vai trò của hội cựu chiến binh cũng thể hiện rõ nét trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh, với sự gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động hiến đất, góp kinh phí, ngày công lao động để nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, khang trang và các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương.
duy trì xây dựng các tuyến đường hoa do cựu chiến binh tự quản, góp phần làm cho cảnh quan môi trường ở thành thị nông thôn Hương Trà ngày thêm khởi sắc. Đến nay, Hương Trà có 2 trên 4 xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, 1 trên 5 phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào nghĩa tình đồng đội cũng được các cấp hội hiện thực hóa bằng việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, thông qua các nguồn kinh phí vận động, quyên góp hơn 500 triệu đồng, Hội cựu chiến binh thị xã đã hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 3 nhà đại đoàn kết cho hội viên hội cựu chiến binh nghèo. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ hội viên trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã An Bình đã tập trung vận động cán bộ hội viên và nhân dân là ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, hội còn tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên cũng như bà con nhân là tiếp tục hiến đất mở đường để làm các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo là thông suốt đi lại sản xuất cũng như là sinh hoạt hàng ngày của bà con. Đồng thời là hội cũng đảm nhận trồng một tuyến đường hoa dài 100 mét trước cổng khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, tạo nên cái bộ mặt cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm một toàn thể chính trị xã hội, hội cựu chiến binh phường đã quán triệt đến cán bộ hội viên các địa bàn tổ dân phố tiếp tục làm cái nòng cốt trong các phong trào của địa phương, đặc biệt đó là các phong trào như xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh xanh sạch đẹp. Đặc biệt nhất là các đồng chí hội cựu chiến binh đã cao tuổi nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với địa phương cũng rất cao. Đó là trong cái vấn đề tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngay từ là địa bàn ở dưới địa phương lên. Như vậy thì cũng rất mừng là cái nhiệm kỳ 2017-2022 chúng tôi xóa được hết hộ nghèo và hộ cận nghèo và đại đa số là cựu chiến binh vươn lên làm ăn kinh tế phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn để xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Hội cựu chiến binh thị xã Hương Trà đề ra 8 chỉ tiêu và 8 giải pháp thực hiện. Để thực hiện được các cái mục tiêu chỉ tiêu đó thì chúng tôi tập trung vào 2 vấn đề chính. Thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Làm thế nào đó để cho đội ngũ cán bộ hội viên cơ sở là phải tích cực chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là đối với hội cựu chiến binh là phải nhạy cảm và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, chống tệ nạn xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp thực sự vững mạnh. Vấn đề thứ hai, đồng viên cựu chiến binh phát huy quan điểm tự lực, tự cường, rồi khắc phục mọi khó khăn, giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống. Đặc biệt là phải vận động hội viên tích cực tham gia vào các cái phong trào thi đua của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương đề ra. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là nền tảng vững chắc và là động lực quan trọng để các cấp hội cựu chiến binh thị xã Hương Trà tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ 14 đã đề ra, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.